Tôi là đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ Trần Dần, cố vấn tối cao của Tổng thống Donald Trump, hiện tại là quốc trưởng của Chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa. Trân trọng kính chào quý vị đồng bào trong nước. Hãy là vấn đề hiện tại, mình nói vấn đề tình hình hiện tại, vấn đề trong nước như thế nào. Thằng bán nước, thằng đó là con chó. Tôi thách, đúng rồi, cô đã đúng á, cô có thể nên nói với tôi được không? Nè mày nói chuyện với tao, mày cà chớ, tao cho mày đi đái nè, đó, xạo lồn. Đừng lên đây đừng có hổn nha cứ. Rồi, mày chữ hả mày? Sao mày hậu láo thế? Hả? Ai mà giờ lên trên diễn đàn mà chữ vô dân quá thế? Cái thằng Hải Vũ gì đó mày. Không có tư cách gì mà lấy quyền gì để... mà mày là tiếng viên cảm tình viên của Việt Cộng miễn bàn đi. Xin chào, con hôm nay nè. Tao cho mày chị đái luôn. Ơ, thằng Hải Vũ này vô dân quá. Ôi mày nói gì nói đi, thằng vô văn quá. Ôi thằng Việt Cộng vô văn quá, chữ gì đâu mà chữ lọc chữ tiểu đồ, nghĩa là vô văn quá. Thằng Hải Vũ á, mày coi chừng tao nha, chút xíu tao lóc mày á. Thấy không, chữ con chặt, mày nói chuyện gì mà tồn tiểu quá vậy mày. Thằng Hải Vũ á, là thằng mất dạy đó. Nó chuyên ngôn là chữ thề. Thằng vô văn quá, con chó của Cộng sản. Mày để chút xíu tao lóc mày, ha. Bây giờ tao không muốn nói gì cho nhiều. Thằng Hai Vũ, tao im, mày im đi. Mày được nói chuyện, mày chữ thề làm trách mày với tao cho mày. Mày chữ thề tao bắn mày liền á. Ủa tao bắn mày á. Mày tưởng tao có súng hả? Tao bắn mày á. Có súng đây nè. Thằng Hai Vũ á, mày có chân á, tao bắn mày á. Mày tưởng mày ăn hiếp dân là tại dân dân không có súng ở đây. Tất cả chúng tao đều có súng hết á. Thấy không? Quý vị thấy không? Tao bắn thằng Hai Vũ cho bây giờ. Mày chết mày cho mày. Mày chữ thề tao bắn mày á. Mày thấy cái này là gì không? Súng không ơi? Đâu mày chữ thề con cặt, đâu mày nói chuyện vô dân quá. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Thằng Hai Vũ mày coi chừng cho mày. Mày ăn hiếp dân dân là tại dân dân không có súng chứ ở đây. Rồi mày ở đây cũng có súng hết á. Rồi quý vị. Hỡi quý vị đồng bào thân thương. Thằng Hai Vũ nó chữ tôi sẽ bắn nó cho quý vị coi. Hai Vũ là cái thằng con chó của Cộng sản. Bây giờ tôi nói quý vị nghe. Thành thật cảm ơn quý vị, hẹn quý vị để tôi xử trí cái thằng Hai Vụ này. Tao bắn mày ơi! Mày biết cái gì không? Quý vị có thể đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời cho quý vị. Bây giờ có thể quý vị có những ai có thể đặt câu hỏi với tôi sẽ nói chuyện với quý vị. Cảm ơn nha, cảm ơn với tất cả những người. Quý vị có câu hỏi đặt không, tôi sẽ nói chuyện cho quý vị. Tôi sẽ tất nhiên là sẽ đáp cho quý vị. Quý vị đừng có lo, ở đây tất cả những cử những động gì của quý vị đều có tôi theo dõi hết.